Dàn sao nữ hoa ngữ nhan sắc được vạn người mê, nhưng cứ lên phim là khán giả lại chờ ê. Cúc Tịnh Y quá cố chấp với tạo hình 4.000 năm. Na Chát trừ đẹp ra thì chẳng còn ưu điểm gì. Vẫn còn đỡ hơn Nhiệt Ba cứ như có thù với phim cổ trang vậy. Trong làng phim xứ Trung, nhan sắc là một trong những yếu tố rất quan trọng giúp diễn viên dễ dàng tạo thiện cảm với công chúng, được các đoàn phim o bế. Thế nhưng, có những sao nữ lại lạ lùng lắm, nhan sắc vốn được vạn người mê, nhưng cứ lên phim lại bị pressing nhiệt tình. Angelababy. Cái tên đầu tiên chính là Angelababy, người đẹp lai nổi tiếng của hoa ngữ và cũng là nữ thần bất bại trên thảm đỏ Cbiz. Bởi vậy mà nhiều người mới ca tụng cô là đại diện visual cho dàn tiểu hoa sau 85. Nhan sắc thì miễn bàn, nhưng duyên khán giả của Angelababy lại rất thấp, cứ là nữ chính thì sẽ bị hờ hững. Lý do là trong mọi cảnh phim, nữ diễn viên luôn khiến khán giả choáng váng vì đôi mắt trợn tròn vô cảm. Thay vì cần cảm nhận được vui buồn hay ngỡ ngàng của nhân vật thì khán giả chỉ thấy giật mình mà thôi. Dương Siêu Việt. Dương Siêu Việt bắt đầu được khán giả chú ý sau khi nổi lên từ show Tuyển Chọn Thần Tượng. Tuy nhiên vì không giỏi hát nhảy nên Dương Siêu Việt cũng được định hướng đi theo con đường diễn xuất chuyên nghiệp nhờ tài rơi lệ vượt trội, ăn đứt nhiều tiểu hoa sau 95 khác. Đáng tiếc, lên phim thì đôi mắt linh động của Dương Siêu Việt đã bay biến hết. Đã không khóc giỏi thì chớ, cô còn rất thích hù dọa khán giả bằng những cảnh mắt trợn tròn, xứng danh người kế nghiệp Angelababy. Âu Dương Nana. Âu Dương Nana từng là tình đầu quốc dân được rất nhiều chàng trai si mê và các cô gái ngưỡng mộ đó. Bởi ngoài tài chơi đàn thì cô còn sở hữu ngũ quan trong trẻo thanh thuần, khiến người ta có cảm tình từ cái nhìn đầu tiên. Thế nhưng, sau khi Âu Dương Nana chuyển hướng sang mảng diễn xuất thì duyên khán giả của cô cũng tuột dốc thê thảm. Lý do là vì diễn xuất của Âu Dương Nana quá kém. Đã thế, ngũ quan thanh xuân của cô còn vô duyên với phim cổ trang, cứ hóa mỹ nhân cổ đại là lại bị dìm sắc thê thảm đó. Cúc Tịnh Y. Trong dàn tiểu hoa đồng lứa, Cúc Tịnh Y là cô gái có gu thời trang ổn định nhất, chưa bao giờ khiến người hâm mộ phải thất vọng về phần nhìn. Vì lẽ đó mà mỹ nữ 4.000 năm cũng thành nguồn cảm hứng của nhiều blogger thời trang, mở đầu rất nhiều trào lưu làm đẹp. Tuy nhiên, chừng ấy vẫn chẳng thế giúp Cúc Tịnh Y chinh phục được khán giả trên màn ảnh. Lý do là vì cô nàng quá coi trọng ngoại hình, sợ xấu trên phim thì chớ, còn giữ nguyên lối trang điểm diêm dúa cầu kỳ, đóng chục phim vẫn như một. Vì chuyện này mà lượng anti màn ảnh của Cúc Tịnh Y cũng rất đông đảo. Cổ Lực Na Chát. Khi vừa bước chân vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, Cổ Lực Na Chát đã tạo được dấu ấn với công chúng nhờ ngũ quan xinh đẹp cùng đôi mắt to tròn đậm nét tân cương. Đó là lý do mà cô trở thành đại diện của nhan sắc xứ Trung, cũng được các đoàn phim ưu ái hết cỡ. Tuy nhiên, chẳng biết từ bao giờ Cổ Lực Na Chát đã chữ thầy trả lại cho thầy, gây ngao ngán với lối diễn một màu. Chẳng những thế, đôi mắt trợn tròn vô cảm cũng là điểm trừ khiến sự nghiệp cô tụt dốc đó. Địch Lệ Nhiệt Ba. Dù diễn xuất không tốt, nhưng ít ra Na Chát vẫn có loạt tạo hình cổ trang mỹ miều. Còn Địch Lệ Nhiệt Ba cứ hóa mỹ nhân cổ trang là lại bị khán giả pressing ngay. Ngoại trừ vai Phượng Cửu thì phim nào cô cũng có tạo hình xấu để đời, khiến khán giả ngao ngán không thôi. Như trong bộ phim đang quay Mộ Tư Tử, fan của mỹ nhân Tân Cương đã phải kêu trời vì loạt tạo hình vừa dừ vừa diêm dúa của thần tượng, trông như mẹ kế của bạn diễn Trần Phi Vũ vậy. Chính vì không hợp phim cổ trang mà duyên khán giả của Nhiệt Ba cũng bị ảnh hưởng theo.